Nha, hôm nay mình sẽ đọc Chú voi nhỏ trong nhà tôi. Một buổi sáng, khi bông và mẹ cô bé đang làm đồng, đột nhiên họ nhìn thấy một chú voi con chạy về phía họ. Chú voi xông thẳng vào nhà họ và chén mọi thứ. Bông nắm lấy đuôi voi và giật mạnh. Ra khỏi đây mau, hãy trở về nhà cậu đi, cô bé hét lên. Nhưng cha mẹ bông đã chạy đến ngăn cô. Voi con tội nghiệp, mẹ cô bé nói. Cậu ta chắc đang đói bụng và đi lạc đây mà. Cha cô cũng đồng tình. Chúng ta nên làm bạn với chú voi đấy. Chúng ta sẽ gọi cậu ấy là Sako. Bông thấy ghen tị với Sako vì chú nhận được sự quan tâm và đồ ăn ngon mà cha mẹ cô dành cho. Sako theo bông đi khắp mọi nơi. Cậu ta thật là một kẻ phiền phức. Bông tự hỏi liệu có khi nào cậu chịu trở về rừng không nhỉ. Bông nghĩ nếu cô đối xử tệ với Sako, cậu có khi cậu ta sẽ bỏ đi. Nghĩ là làm, cô bỏ hạt tiêu vào trong vòi của Sako, khiến cậu ta hắt hơi, rồi còn lấy kiến để trêu chọc cậu. Cậu khiến cậu sợ hãi. Một buổi sáng, bông muốn hái một quả ổi mang đi học, nhưng cô bé không thể nào với tới chúng. Vòi còn thấy thế, bèn vươn cái vòi của mình lên và hái cho cô bé một quả. Bông rất ngạc nhiên. Cảm ơn cậu, cô bé nói. Ôi, giờ tớ lại bị muộn học mất rồi. Sao con không cưỡi Sako đến trường? Cô gọi với từ đằng xa. Nhờ sự giúp đỡ của Sako, bông đã đến trường đúng giờ. Câu chuyện này là có Campuchia này. Các bạn nhìn thấy lá cờ không? Đấy là của Campuchia. Kể từ đó, Sako theo bông đến trường mỗi ngày. Bông và các người bạn của cô rất thích chơi trò chơi với Sako, kéo co này, nhảy dây này, trượt cầu trượt, nhảy lò cò. Sako thậm chí còn vào lớp học cùng. Một ngày nọ, cô giáo của bông hỏi, khi lớn lên các em muốn làm gì nào? Bông trả lời, em muốn làm lâm nghiệp để có thể giúp đỡ những chú voi giống như Sako và bảo vệ đất đai của chúng ta. Đột nhiên có một chấn động lớn vọng tới ầm ầm. Mọi người chạy ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Mẹ của Sako tìm thấy cậu ấy. Đã đến lúc Sako phải quay lại rừng. Bồng rất buồn khi phải nói lời chia tay, nhưng cô bé biết bạn mình sẽ rất vui khi được trở về nhà với gia đình của cậu. Sako cũng buồn khi phải rời đi vì giờ bông đã đối xử tốt với cậu. Nhưng mẹ Sako an ủi rằng cậu có thể trở lại thăm họ vì giờ bông đã hiểu cách làm bạn với những chú voi. Hết câu chuyện nha. Bye bye các bạn. Hình như là câu chuyện này là của Campuchia hay sao ấy các bạn. Bye bye nha. Chúc các bạn đọc truyện thật vui. Smart.